Bào Nha thiệt quân trong trận đấu với đội nữ Việt Nam, trụ cột vắng mặt. Trong buổi tập cuối trên sân Gower Park TP, Hamilton, tiền vệ trụ cột của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Fatima Pinto đã bất ngờ vắng mặt. Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Fatima Pinto hiện vẫn đang chờ kết quả kiểm tra của các bác sĩ. Ở buổi tập vào ngày 24 tháng 7, cầu thủ sinh năm 1996 đã phàn nàn khi cô gặp những vấn đề ở đầu gối phải. Xuyên suốt buổi tập, Fatima Pinto cũng không thể thực hiện các động tác với thể trạng tốt nhất. Ở trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Hà Lan, Fatima Pinto là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút. Tiền vệ 27 tuổi cùng Dolor Silva, Tatiana Pinto là bộ ba đáng tin cậy ở giữa sân của huấn luyện viên Francisco Neto. Giới chuyên môn Bồ Đào Nha đánh giá, sự cơ động của Fatima Pinto chính là một trong những yếu tố giúp đội tuyển nước này làm chủ tuyến giữa và ngăn chặn các đường tấn công của đối phương. Fatima Pinto không sẵn sàng cho trận đấu vào ngày 27 tháng 7. Nhưng chúng tôi hy vọng cô ấy có thể hồi phục để chuẩn bị trận đấu cuối cùng. Bộ phận y tế đang làm việc tích cực với cô ấy. Ở World Cup nữ 2023, cứ 3 ngày các cầu thủ sẽ đá một trận. Việc có một số chấn thương là điều bình thường. Tất cả là do cơ chế quản lý thể chất của mỗi cầu thủ hoặc cấp độ chiến lược của huấn luyện viên. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tất cả các cầu thủ của tôi đều có những đặc điểm riêng. Tất cả đều quan trọng, tất cả đều đóng góp và có vai trò của mình, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chia sẻ khi được hỏi về Fatima Pinto. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã mất hơn một tiếng để di chuyển từ nơi đóng quân đến TP, Hamilton. Vào lúc 17 giờ 45 ngày 26 tháng 7 giờ New Zealand, toàn đội đã có buổi tập cuối trên sân Gower Park trước khi bước vào trận đấu chính thức với đội tuyển nữ Việt Nam. Đáng chú ý, trong buổi tập này, huấn luyện viên Francisco Neto đã cho hai cầu thủ dự phòng là Alicia Correa và Maria Alagoa tham gia vào hầu hết các bài tập cùng toàn đội. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 giờ Việt Nam trên sân Waikato TP, Hamilton. Đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trên sân Porrit và sẵn sàng cho màn chạm trán với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.